và cái viêm tụy nó có thể diễn ra nhanh như một cơn đau cấp tính. Và các cái triệu chứng của nó có thể bao gồm là buồn nôn này, đau đầu này, nhịp tim nhanh này, tiêu chảy và sốt. Uống bia rượu quá nhiều có thể làm rối loạn cái chức năng của tuyến tụy. Nó có thể tiết ra quá nhiều cái enzyme ở bên trong, thay vì nó sẽ vận chuyển cái enzyme vào trong ruột non, thì cái sự tích tụ enzyme ở trong tuyến tụy này cuối cùng nó sẽ dẫn đến vấn đề bị viêm tụy. Và cái viêm tụy nó có thể diễn ra nhanh như một cơn đau cấp tính. Và các cái triệu chứng của nó có thể bao gồm là buồn nôn này, đau đầu này, nhịp tim nhanh này, tiêu chảy và sốt. Tuy nhiên thì nó cũng có thể tấn công cái tụy của chúng ta có tính chất là mãn tính, và nó dẫn đến cái chức năng của tuyến tụy của chúng ta hoạt động chậm hơn, gây ra những cái bệnh về tiểu đường, thậm chí là có thể tử vong. Và rượu là một trong những cái tác chất mà nó tác động với cái tâm thần rất là mạnh. Sử dụng rượu bia nhiều có thể gây ra một số những cái bệnh lý rối loạn về tâm thần. Và các cái bằng chứng khoa học họ đã chứng minh là rượu bia là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh chấn thương, và là nguyên nhân của gián tiếp của ít nhất 200 loại bệnh nằm trong cái danh mục phân loại bệnh quốc tế của ICD-10, và là một trong 4 cái yếu tố nguy cơ chính đối với các cái bệnh mà không lây nhiễm, góp phần gây thiệt hại đến cái kinh tế. Và riêng ở tại Việt Nam của chúng ta thì cái chi phí mà bỏ ra trong năm 2017 ấy, cho bia rượu đã là khoảng 4,5 tỷ đô và 50.000 tỷ đồng cho giải quyết những cái hậu quả do tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Vì khi mà các bạn sử dụng rượu bia, nó là một cái thói quen tiêu dùng đã tồn tại lâu đời ở nhiều nước cũng như ở tại Việt Nam chúng ta. Đặc biệt nó được coi là cái phương tiện giao tiếp ở trong xã hội. Tuy nhiên mà các việc mà các bạn gia tăng cái việc tiêu thụ rượu như hiện nay á, thì đồng nghĩa với cái việc là chúng ta sẽ bị hao tổn về cái sức khỏe, về cái tiền bạc cũng như là những cái hệ lụy do cái việc sử dụng rượu bia nó mang lại, như là tai nạn giao thông, chấn thương, bạo lực gia đình và mất an ninh trật tự. Với những cái vô số những cái tác hại mà Thúy đã chia sẻ cho các bạn trong cái thời gian vừa qua, mong rằng là chúng ta hãy từ bỏ những rượu bia ngay từ bây giờ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vâng, nếu như mà các bạn thấy rằng cái video này hay thì hãy bấm theo dõi kênh của dược sĩ Nguyễn Thúy để nhận được những cái video sớm nhất từ tôi. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn nhé.